Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào các cô bác, các anh chị đam mê đồ xưa, đồ cũ. Hôm nay thứ tư, hôm nay là chủ nhật, ngày 4 tháng 12. Em xin lên vài mã đồ xưa giao lưu đến cùng các cô bác và anh chị em. Trước tiên em xin lên cho các anh chị em là một cái thố ha các chị, một cái thố cây mai. Hàng cây mai chuẩn cổ ha các anh chị, đồ này là chuẩn đồ 19 ha các anh chị. Đây, em để cái này ra cho nó dễ vào. Đây. Em xin giao lưu ha các anh chị, cái này là một cái thố mở ha các anh chị, đắp nổi ha. Gớm này là rớm cây mai chuẩn cổ, đồ chuẩn đồ 19 ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99%, có mặt bọm luôn các anh chị. Đây cái thố này có mặt bọm luôn. Thố này là thố đại ha các anh chị. Thố này là nó chia ra ba dòng, có thố nhỏ, thố trung và thố đại ha các anh chị. Thố này là thố lớn nhất ha. Thố này là thố lớn nhất. Đây, em xin đây cốt này cốt xám ha các anh chị. Chuẩn cây mai ha, cốt xám. Ở dưới đây nè có vài đường nha, nó rạn nhẹ thôi các anh chị. Nó rạn rất là nhẹ luôn. Cái này là chuẩn đồ cây mai ha. Đây, ở trong đây lành đẹp rất là đẹp luôn các anh chị. Chuẩn cây mai. Đây, rất là đẹp. Bao các anh chị đồ này chuẩn cổ ha. Rất là đẹp luôn. Đây. Gồng đắp nổi mặt bọm đây. Đây hiếm khi có những cái thố mà vừa lớn mà lại vừa lặn như vậy lắm ha các anh chị. Đây. Em xin đo kích thước cho các anh chị xem. Đây. Cái thố này có chiều cao là 19 cm ha các anh chị. Thố này có chiều cao là 19 cm. Đây. Đường kính miệng là 21 cm. Đường kính miệng là 21 cm. Đây, cái này là cái vòng bụng nó rất là to các anh chị. Tại vì cái thước dây của em ở đây nãy giờ kiếm không khó, bởi vì thôi cũng đo vòng bụng cho các anh chị xem. Vòng bụng của nó là phải trên cỡ 70 mấy, 6 mấy 70 trên ha các anh chị. Gần 1 mét. Đây cái đắp là đắp nổi ha các anh chị, đắp là chim chỉ hoa phù dung và đắp rồng luôn á. Đây. Đúng rồi, vừa đắp rồng ha, lông phụng, đắp lông phụng ha các anh chị. Đây, cái thố cây mai này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 3,2 triệu bao ship các anh chị ha. 3,2 triệu bao ship. Tiếp đến, em xin lên cho các anh chị là một cái tô chua đậu, đồ vớt biển chuẩn cổ ha các anh chị. Rất là to, tô này rất là to ha các anh chị. Đây. Một cái bát chua đậu, đồ này là chuẩn cổ, đồ 6-700 năm trên ha các anh chị. Tô chua đậu này là vào niên đại là đồ chằn ha các anh chị. Đồ chằn ha, nó sau đời Lý Hoa Nâu. Đây. Cái tích người rất là hiếm ha các anh chị. Đồ này chuẩn vớt biển luôn, nhưng mà rất tiếc, đây. Nó vỡ một mảnh, người ta làm thẩm mỹ lại, nhưng mà ông thợ này thẩm mỹ không đẹp ha các anh chị. Cái này thẩm mỹ chơi là gọi người ta gọi là chơi tiêu bản ha. Nó mắc một mảnh ha các anh chị. Người ta thẩm mỹ lại. Đây. Đồ này đồ chằn ha các anh chị, đồ chua đậu. Đây, niên đại đồ chằn ha các anh chị, chuẩn cổ luôn. Rất là to ha các anh chị. Rất là to. Đây. Cái có đường kính là 18 cm là các anh chị. Đường kính là 18 cm, cái bát này có đường kính là 18 cm ha. Đây. Để em coi chiều cao. Đây. Chiều cao là 11 cm. Chiều cao 11 cm và đường kính là 18 cm. Cái này là mình chơi tiêu bản thôi các anh chị. Đây. Cái bát này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1,2 triệu bao ship, 1,2 triệu bao ship ha các anh chị. Những cái bát chua đậu mà có tích người rất là hiếm luôn, chỉ đếm trên đầu ngón tay luôn. Còn đồ này đồ vớt biển ha anh chị, chuẩn vớt biển và chuẩn cổ. Đây. Món thứ hai em xin lên cho các anh chị là một cặp chân đèn bằng đồng. Chuẩn xưa ha các anh chị. Giao lưu với các anh chị là một cặp chân đèn bằng đồng, đồ mini ha các anh chị, đồ mini. Đây, cặp chân đèn này cao chỉ khoảng có 17 cm thôi các anh chị ơi. Cặp chân đèn này cao 17 cm thôi. Đồ này đồ chuẩn xưa ha. Đồ này phải 4-50 năm trên. Cặp chân đèn này em xin giao lưu với các anh chị với giá là 600.000 bao ship. Cặp chân đèn bằng đồng ha các anh chị. Cao 17 cm. Đồ này chuẩn xưa ha. 600.000 bao ship các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho anh chị là một cái bình củ tỏi đắp nổi ha. Đây. Một củ tỏi đắp nổi ha các anh chị. Đồ này đồ Đồng Nai. Đồng Nai Bình Dương các anh chị ơi. Đồ sông bé xưa đó. Cái này là khoảng có 30 năm thôi. Đồ này khoảng 30 năm thôi anh chị. Nhưng mà được cái nó đắp nổi rất là đẹp luôn. Còn giá cũng rất là dễ chơi ha các anh chị. Đây cái chồn của nó đây. Đây. Chôn không già cũng không non ha các anh chị. Củ tỏi đắp nổi. Đó. Đây, em xin đo kích thước cho các anh chị xem. Đây. Có chiều cao là 30 cm các anh chị ơi. Chiều cao là 30 cm ha. Đây, đắp nổi sen. Đây các anh chị xem đắp nổi rất là đẹp luôn đây. Cái bình củ tỏi đắp nổi này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850.000 bao ship. Chỉ 850.000 ha các anh chị. Cái này về Tết này mình cắm hoa để giữa bàn rất là đẹp luôn ha, hay để là chỗ trang nghiêm cũng rất là đẹp luôn, cắm hoa. Bình bông sen mà cắm bông sen nó rất là ok luôn. Đây.
Tiếp đến em xin lên cho các anh chị xem một cái này gọi là gì quên này trời. Một cái thúng hay các anh chị, một cái thúng hay một cái xô đây. Đồ này là đồ Liên Xô ha, đồ này là đồ kỷ vật chiến tranh. Cái này là dung tích khoảng có 20 lít ha các anh chị. Rất là đẹp luôn, bằng nhôm ha. Tất cả đều bằng nhôm, từ con tán cũng bằng nhôm luôn, rất là đẹp luôn. Đồ này là đồ Liên Xô, đồ này là đồ viện trợ của Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Đây, trước năm 1975 ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp hết trơn. Cái này tại em mới vừa mua về, em chưa chùi rửa gì hết trơn, bởi vì nó còn hơi bị dơ một tí, hơi bị bẩn thôi. Đây, em quay cho các anh chị xem. Từng con tán, từng cái nắp và từng cái quai đều là bằng nhôm hết trơn hết chị. Nhôm này rất là dày nặng luôn. Dày nặng luôn ha các anh chị. Đây em xin mở ra cho các anh chị xem. Đây. Em quay cận cảnh ha. Đây. Bốn cái này ra nè các anh chị. Đó, bốn cái này ra ha, đó. Rồi các anh chị thấy không? Sáng hới dày nặng luôn. Đây còn cái gòn ở trên đây luôn nè, còn cái gòn luôn. Bình này bình nhôm ha, cái này mình dùng để đựng gạo hay đựng gì cũng được hết anh chị. Cái này là bao chắc chắn. Cái này xài hoài xài biết chừng nào hư. Đồ này khoảng cỡ năm 75, trước năm 75 tới nay thì cũng khoảng cỡ 48 năm rồi, trên 50 năm rồi. Nó xài này biết chừng nào mà hư ha. Đây còn cái gòn của nó luôn ha các anh chị. Còn cái gòn của nó luôn ha. Đây. Cái này là dung tích là trên có 20-30 lít ha. Đó. Đây. Em xin đo chiều cao ha. Đây. Chiều cao của nó là khoảng có 29 cm ha các anh chị. 28-29 cm. Ủa lộn. 38 cm, chiều cao là 38 cm. Đó, gần 38 cm ha các anh chị, 37 cm mấy. Đó. Đây. Cái xô hay là cái lu hay là cái thố hay là cái gì đây, hay cái thúng ha các anh chị, em xin giao lưu với các anh chị với giá là chỉ 1 triệu bao ship thôi, 1 triệu bao ship ha. Cái này bằng nhôm ha các anh chị, nhôm dày lắm đó. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái tô bát vàng ha anh chị, một tô bát vàng bọc đồng. Đồ này em đi mua, em gom mấy con lái nó gom ve chai này nọ mua có thì đem lên bán nè. Đây cái tô rất là to luôn các anh chị. Đây cái tô bọc đồng này có đường kính là 19.5. Tô bọc đồng này có đường kính là 19.5 ha các anh chị. Cái này là giá dễ chơi luôn, để đo chiều cao. Tự nhiên em đem cái lấy gỗ này lên, cứ đem lên đem xuống hoài. Cao 10 cm ha, cao 10 cm, đường kính 19.5, có bọc đồng luôn, giá hữu nghị luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây em xin giao luôn cái tô này với giá là 250.000 bao ship anh chị ha. 250k bao ship luôn. Đây. Tại em bán mấy món kia lời rồi, rồi mấy cái này thì em bán xả rồi, 250k bao ship. Đây tiếp đến em lên cho các anh chị là một cái lư Sài Gòn, một cái lư hương Sài Gòn. Đồ này đồ trước giải phóng hả các anh chị. Một cái lư hương Sài Gòn chuẩn xưa. Cái lư này ghép lại những cái bộ gì ta, mấy cái bộ lư đào anh chị, mấy cái bộ lư đào á. Đây cái lư hương này là trong cái bộ lư đào anh các anh chị. Đây to lắm nha. Đây ở sau là có chữ Phúc hả các anh chị, Phúc Thọ gì đây. Có đồng tiền luôn ha. Tất cả những cái này đều là bằng tay hết trơn ha các anh chị, là bằng tay hết trơn luôn. Đồ này chuẩn xưa, đồ này 5-60 năm trên, rất là dày nặng luôn. Giá thì rất là dễ chơi ha các anh chị. Đây em xin đo kích thước cho các anh chị xem, có chữ luôn ha, cái này khắc chữ ha. Đó các anh chị có thiếu ghép bộ hay là xài cho mục đích gì cũng rất là ok ha. Đây. Cái lư này có chiều cao là 13 cm các anh chị ơi, 13 cm 2. Cao là 13 cm 2 ha. Đường kính là 11 cm. Đường kính miệng là 11 cm ha các anh chị. Cái này nặng lắm, cái này nặng làm như khoảng có 1 ký mấy, 1 ký rưỡi á. Đây, cái lư hương lư đào này là em xin giao lưu với các anh chị với giá là 650.000 bao ship. 650.000 bao ship ha các anh chị, rất là đẹp và rẻ luôn. Tiếp đến em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà lái thiêu 2 lít. Rất là đẹp luôn. Một cái bình trà lái thiêu 2 lít, tình trạng là lành đẹp 99%, đồ này 7-80 năm trên. Đó, ở sau có minh văn luôn ha các anh chị, ở sau là có minh văn luôn ha. Cái này là cái lò sản xuất của người ta. Đó. Đây. Bình trà lái thiêu, bình này là dung tích 2 lít ha các anh chị. Đây chị anh chị coi cái nắp đây, rất là đẹp luôn. Cái nắp này không phải 200-300 ngàn ha các anh chị. Bây giờ không hiểu nổi là bình trà cái nắp rất là mắc ha các anh chị. Đây, ở trên đây thường là chữ Cát Tường ha anh chị. Có hai chữ là Cát Tường nhưng mà cái này một chữ em cũng không biết gì, nhưng mà thường trong cái nắp bình trà cái này là hai chữ Cát Tường. Đó. Đây à. Đây. Nguyên dạng luôn các anh chị, cái này nguyên dạng ha. Nguyên dạng rất là đẹp luôn. Đây, cái chồm ở đây. Nó bóng như đồ Sài Gòn đó các anh chị. Cái này em có cái này nhầm khi có nhiều người ta lại báo đồ Sài Gòn đây. Nhưng mà cái này đồ này thật chắc chỉ là đồ lái thiêu thôi. Nhiều người ta bóng người ta thấy gạn mịn gì người ta báo đồ Sài Gòn ha các anh chị. Nhưng mà cái này đồ là đồ lái thiêu. Còn đồ Sài Gòn cũng dễ biết lắm các anh chị. Đồ lái thiêu thì là cốt đắt, còn đồ Sài Gòn là đồ cốt đáng sứ ha các anh chị. Đây, em xin giao luôn cái bình trà lái thiêu dung tích 2 lít này với giá là 900.000 bao ship các anh chị. 900.000 bao ship, tình trạng lành đẹp 99%, rất là đẹp luôn các anh chị. Dẻo hoa và ở sau là có minh văn luôn. Đây.
Đây, tiếp theo em xin lên cho anh chị là một cái nhạo ha các anh chị, một cái nhạo rượu. Đây, một cái nhạo rượu gồng đắp nổi luôn. Đó. Cái nhạo này có chiều cao là 20 cm, chiều cao 20 cm ha các anh chị, chiều cao cũng là khá là to, khá là cao luôn. Cái nhạo rượu đắp nổi ha anh chị, gốm này là gốm Biên Hòa. Gốm Biên Hòa ha các anh chị. Đây. Cái nhạo rượu đắp nổi cái màu là màu dưa cải. Cái nhạo rượu này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 350 ngàn bao ship. 350 ngàn bao ship ha các anh chị. Đây xin xuống. Này cao 20 ha. Đó. Đây, tiếp đến em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình hút tài lộc đây. Đó, một cái bình hút tài lộc ha các anh chị. Đắp nổi nha các anh chị, đắp điêu khắc đắp nổi hết trơn luôn các anh chị. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn ha các anh chị. Tình trạng là làm đẹp 99%, có điêu khắc là tích là tùng hạt ha anh chị, cái này đúng là tùng hạt luôn ha. Một con hạt và một cái tùng. Đây rất là đẹp luôn. Nhiều người ta đổi bách hạt viên niên nhưng mà từ 2 3 con hạt trở lên mới là bách hạt viên niên ha các anh chị, còn một con hạt là chỉ là tùng hạt, tùng cò ha vậy. À, đây rất là đẹp ha các anh chị. Đây. Ở đây nó bị lỗi lò một tí ha các anh chị, chứ con không ảnh hưởng gì, cái này lỗi lò ha, do lò chứ không phải do em đâu ha các anh chị. Hoặc là người xưa người ta xài sao, nhưng mà lỗi lò. Đây cái cổ nó rất là đẹp luôn nè. Bóng đẹp lên đồi mồi luôn ha các anh chị, cái này đã chỗ đồi mồi rồi. Em xin quay cái chôm cho các anh chị xem. Đây cái chôm là chấm men luôn các anh chị, chấm men luôn. Đây, cái bình này điêu khắc đắp nổi ha các anh chị. Đây. Đó dòng gốm này thuộc là dòng gốm Đông Hồ. Nói chung là rất là đẹp luôn. Còn đòi cái dòng đồ này có ít trên thị trường lắm, đồ này khoảng có 30-40 năm thôi. Đó. Em xin giao lưu cái bình hút tài lộc này với giá là 1 triệu bao ship đến các anh chị ha. 1 triệu bao ship cho cái bình hút tài lộc này rất là đẹp luôn các anh chị. Để em xin xuống. Em xin xuống ha. Ủa nãy anh đo chiều cao chưa? Chưa. Hình như chưa đo chiều cao các anh chị à. Xin lỗi ha, em xin lỗi đây. Có chiều cao là khoảng 26 cm ha các anh chị. Chiều cao là 26 cm. Tại vì em cái thước dây em không biết đâu mất tiêu, bởi vì em không có đo được cái dòng bụng. Còn cái dòng bụng này khoảng có 60 luôn. Đó các anh chị nào có mua thì em sẽ gửi chi tiết cho các anh chị à. Đây. Chiều cao là 26 cm ha các anh chị. Đó. Này. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị xem là một đây một cái tượng quan công. Tượng này là bằng đồng Pháp Lam ha các anh chị, đồng Pháp Lam. Đây. Tượng này là tượng đồng Pháp Lam. Chuẩn xưa ha anh chị, đồ này chuẩn xưa chứ không phải đồ mới ha các anh chị. Đây, đồng Pháp Lam ha các anh chị. Rất là đẹp luôn, cụ rất là uy nghiêm và thần thái. Tượng này nặng ở đâu tầm gần 3 kg các anh chị. Đây ở trong đây là có đây, có ghi chữ gì đây. Đây. Nó có ghi chữ đây. Đây em quay thấy không ta? Đó. Đây cái này là tượng Quan Công là trắng ải ha các anh chị, tượng Quan Công trắng ải ha. Đây, rất là đẹp luôn. Bằng đồng Pháp Lam ha anh chị. Bằng đồng Pháp Lam rất là nặng tay luôn, 2 kg mấy gần 3 kg các anh chị. Đó. Đây. Chiều cao của tượng cụ Quan Công này là chiều cao là 26 cm ha các anh chị, chiều cao 26 cm. Đây, tượng Quan Công bằng đồng Pháp Lam này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2 triệu bao ship các anh chị ha. 2 triệu bao ship, bao các anh chị là giá này rất là mềm luôn. Những đồ đồng Pháp Lam là rất là mắc ha các anh chị, đồng Pháp Lam đã đụng vô đồ Pháp Lam không có nào rẻ hết trơn. Rồi em xin xuống cái tượng này. Này. Đây cái món thứ hai em xin cái món tiếp theo em xin lên cho các anh chị là một cặp bình bông bông đào, một cặp bình bông đào hả anh chị. Đó, rất là đẹp luôn các anh chị ơi, tình trạng là làm đẹp 99%. Cặp bình bông đào lục giác có chiều cao là 15 cm. Đây cặp này có chiều cao 15 cm ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, nó có tình trạng mà rất là nhẹ hả các anh chị. Đây, một bình nó có tình trạng nó bị vẩy nhẹ. Đây. Đó cái giá thì cũng bao đẹp luôn. Nói chung là tình trạng là 99% ha các anh chị. Đây. Còn cái bình này nó cũng vẩy vẩy nhẹ vậy nè. Đồ này đồ sông bé ha các anh chị, chứ không phải đồ lái thiêu đâu. Đồ này đồ sông bé, thập niên 80. Đây, ở đây nó có bị đây cái gì nè. Cái này nó dạng nó bị chày thôi ha các anh chị, bị chày một đường nó bị dạng nhẹ một đường ha. Đây. Cặp bình bông đào cao 15 cm, tình trạng là đẹp 99% này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500 ngàn bao ship. Rất là đẹp luôn các anh chị, giá cũng đẹp và bình cũng đẹp, 500k bao ship thôi. Đây. Rất là đẹp ha. Đồ này khoảng cỡ 43 năm trên ha các anh chị. Tại những đồ sông bé thì từ thập niên 70 và phát triển mạnh vào thập niên 80. Đây, cái này em tính thập niên 80 thôi. Đây. Đây tiếp đến em xin giao lưu đến các anh chị hai cái bát sâm này. Đó hai cái bát sâm này là các anh chị chốt nhanh luôn. Đây, cái đế nè các anh chị, đế tàu nha, cái này mấy thường thường. Mấy cái đế mà không có cái chung ở dưới, không có ở dưới là thường là đế tàu ha. Đây. Cặp này giá mềm lắm các anh chị à. Đó. Đây. Cái này là mình về mình chơi rất là đẹp luôn ha các anh chị. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cặp bát sâm. Đồ này đồ Giang Tây Trung Quốc ha, đồ Cảnh Đức Giang Tây Trung Quốc ha các anh chị. Đây. Một cặp luôn các anh chị, bán em bán một cặp luôn. Gồm một cái đế sâm. Một cái đế sâm. Đây,
một cái bình trà và một cái nắp trà, tất cả đều lành không ha các chị. Đây, nói chung là mình nói thẳng ra là đồ này đồ mới anh chị, nhưng mà được cái nó thấu quang thông đèn luôn anh chị. Đây, thấu quang thông đèn luôn này, thấy không ta, thấy gõ thấu quang luôn không ta, nó thấu quang thông đèn ha các chị. Đây, ở trên đây là nó điêu khắc bông hoa, khắc chìm bông hoa ha các chị, khắc chìm bông hoa. Đây, cái cặp bát sâm này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 250.000 bao ship. Chỉ 250.000 thôi các anh chị. Cái cặp này có bữa em bán cái cặp kia 300 và cặp này em bán 250.000 thôi. Cặp này rất là đẹp luôn các anh chị, 250.000 thôi. Nói chung là không phải đâu, tại vì em mua đồ rẻ thì em bán rẻ thôi. Còn nhằm khi giá nó hơi cứng tí là do là em thu vô nó hơi cao. Còn cái nào em rẻ em bán rẻ thôi các anh chị. Đây. Xin xuống cái bát sâm này. Đây. Cái món đồ đây em xin lên tiếp các anh chị xem là một cái bình bông. Đây, một cái bình bông rất là to. Một cái bình bông tàu ha anh chị, bình này cao 50 cm. Đây. Bình cao là tới 50 cm luôn anh chị. Còn giá thì cũng rất là dễ chơi luôn. Tất cả đều bao các anh chị, đồ này đồ vẽ tay và đồ này đồ phải là chuẩn xưa. Đồ này khoảng 3-40 năm trên. Đây, vẽ tay bài thơ rất là đẹp luôn, có minh văn và có hiệu đề luôn ha anh chị. Đây. Đây cái bình này là lỗi me nha các anh chị, nó chấm chấm này là do lỗi me chứ không phải kiểu nó như vậy đâu ha các anh chị, nó lỗi me ha anh chị, nó bị lỗi me. Đây, những cái đồ nói chung người ta kiếm những đồ lỗi lò, nhằm khi người nhiều người thì không thích đồ lỗi lò, còn nhiều người lại thích những cái đồ lỗi lò vì đồ lỗi lò là đồ độc ha các anh chị. Đó. Đây tích của nó là tích gì ta? Tích sen le ha anh chị. Sen con này con cò hay gì ta? Hay là sen le đi. Tích này là tích sen le ha các anh chị. Đây, chứ không phải là tùng hạt, tất cả đều là vẽ tay hết trơn ha các anh chị. Đây em xin đo chiều cao cho các anh chị xem. Bình này rất là đẹp luôn các anh chị. Đây. Bình này cao tặng 50 là ha các anh chị. Bình này cao là tặng 50 cm. Đó. Em coi cái đường kính của nó nhiều nè. Đường kính 18 cm các anh chị ơi. Đường kính 18 cm. Cao tặng 50 cm lận, cái bụng của nó thì bự khủng khiếp rồi. Rất là đẹp ha các anh chị. Bây giờ cái chôn của nó lên. Chôn 4 chữ ha các anh chị. Chôn 4 chữ rất là già luôn. Đây. Rất là to, rất là đẹp. Tình trạng là lành đẹp 99%. Em xin giao lưu cái bình tàu vẽ tay này với giá, tích này là tích gì ta, tích sen le này với giá là 1.350.000 bao ship các anh chị ha. 1.350.000 bao ship. Đây, còn cái bình này là khách quen, khách quen, khách cũ em vẫn ship bình thường anh chị, còn các anh chị khách mới, những cái món đồ to như thế này các anh chị dùm, nói chung là giúp em đặt cọc hoặc là chuyển khoản giúp em ha các anh chị. Nói chung là shop em là làm ăn rất là uy tín luôn, nói chung là có cơ sở hẳn hồi và rõ ràng. Tại vì đồ này rất là to ha các anh chị, mình tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra thôi. Còn khách cũ, khách của em thì em vẫn ship khó bình thường ha. Đó. Đây, tiếp đến em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà. Rất là tuyệt vời luôn các anh chị, bình trà tuyệt vời lắm. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà én liễu ha. Bình trà này rất là đẹp luôn các anh chị. Tình trạng mà lành đẹp tới 99%. Đây, bình trà én liễu ha anh chị. Bình trà màu, đồ lái thiêu màu, đồ này phải 80 năm trên ha các anh chị. Đây, bình lái thiêu màu rất là đẹp luôn anh chị. Rất là đẹp luôn, ở xa cái bụi lan anh chị. Nói chung là nó gạn mịn luôn á, gạn mịn rất là đẹp luôn ha các anh chị. Bình này là có dung tích là 5 lít ha các anh chị. 5 lít. Đây, em sẽ lấy cái nắp lên cho anh chị xem. Đây. Riêng cái nắp này không, bây giờ là em bán phải giá 700-800 ngàn cái nắp này thôi ha các anh chị. Và em thu vô cái nắp này cũng với giá là 500 ngàn, với tình trạng là lành đẹp như thế này, em vẫn thu vô là giá 500 ngàn. Còn em bán ra cái nắp này là 700-800 ha các anh chị. Nhưng mà trừ khi em có nắp lẻ mới bán nha, còn những cái vô bộ này em không có bán. Đây chữ cát tường ha các anh chị, như ý cát tường. Đó. Đây. Đây, rất là đẹp các anh chị ơi. Rất là đẹp. Bình trà màu ha anh chị, tới 5 lít lận. Bình này thuộc dạng là to và nói chung là cái nước men còn rất là bóng khỏe luôn. Bình này trên đấu giá là phải 2.800.000-3 triệu trên anh chị nếu đấu giá. Đây. Chôm rất là đẹp ha các anh chị, chôm rất là đẹp luôn. Tình trạng là đẹp 99%. Đây. Cái dồi của nó bị vẫy nhưng mà vẫy rất là nhẹ ha các anh chị. Em thấy cái điểm vẫy này không em? Đây rất là nhẹ ha. Đó. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị một cái bình trà én liễu này. Với giá rất là đẹp luôn. Em xin giao lưu các anh chị với giá là 2.600.000 bao ship. 2.600.000 bao ship cho cái bình trà én liễu màu này. Rất là đẹp ha các anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Xài bình thường ha các anh chị, xài bình thường. Đúng không? Trời trời. Đây. Tiếp đến em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình dôi. Bình voi ha, đồ này chỉ là đồ cũ xưa thôi các anh chị. Bình voi phỏng lê ha các anh chị. Bình voi này bình voi phỏng lê chứ không phải là bình voi đầu lê. Cái mẫu mã của nó là đầu lê, nhưng mà thật chất ra bình này là gọi là bình phỏng cổ. Bình này có khoảng có 40-50 năm thôi. Nó rất là già đồ thôi. Bình voi ha các anh chị, bình voi. Nó khá là già luôn. Nói chung nó có tuổi nhưng mà không phải là đồ cổ thôi. Đó, em xin đo kích thước bình này cho các anh chị xem.
Bình này có chiều cao là 17 cm ha các anh chị, chiều cao 17 cm. Em xin giao lưu cái bình voi này với giá là 500.000 bao ship. 500.000 bao ship các anh chị thôi. Đó. Này, tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình bông, một cái chum ha. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái chum ha. Cũng là một cái chum đông hồ ha anh chị. Một cái chum tích con trâu ha các anh chị, tuổi trâu ha. Cái này là coi anh chị cô bác nào mà tuổi sửu đem cái chân, đem cái chum này về để trước nhà rất là ok ha anh chị, rất là phong thủy luôn. Tam hạt, hạt tuổi mình luôn ha anh chị, rất là đẹp luôn. Hai trâu ha các anh chị. Hai con trâu, trâu trắng và trâu đen luôn. Cái này mà vợ chồng nào mà dạng là chung tuổi trùng tuổi mà đem cái bình này về thì ý nghĩa vô cùng luôn ha anh chị. Đây, rất là đẹp luôn anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây. Tại sao là có núi, có non, đây, có đá, có cỏ ha anh chị. Đây. Nói chung là rất là đẹp luôn ha anh chị. Cái chum ha, cái này cái chum ha các anh chị. Đòn này cũng khá là già. Đây. Cái chiều cao là 33 cm ha anh chị, số rất là đẹp luôn, 33 cm. Tài tài ha, 33 là tài tài anh chị chứ không phải 33 là chậm chạp đâu anh chị. 33 là em đọc theo nghĩa là tài tài ha các anh chị. Đó. Đây, ở đây là có cái bình này là dơ đây. Chưa vệ sinh, lá cày dính tùm lum. Đây có mặt trời luôn các anh chị. Cái tất cả này đều là khắc nổi hết trơn ha các chị, điêu khắc nổi chứ không phải vẽ tay ha, khắc nổi hết trơn ha. Đây, cái chum này cao 33 cm, tức là hai chú trâu. Em xin giao lưu cái chum này với giá với là 1,3 triệu bao ship đến các anh chị. 1,3 triệu bao ship cho cái chum này ha các anh chị. Đó. Đây, tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái tượng rất là đẹp. Đây. Một cái tượng thần tà, một cái tượng Di Lặc. Một cái tượng Di Lặc gốm đá thiêu. Đồ này phải 8-90 năm trên, bao các anh chị là chuẩn hiếm ha các anh chị. Chuẩn hiếm à. Đây. Cái tượng này là em xin đo chiều cao, cái này rồi em sẽ báo cho các anh chị. Đây. Chiều cao 8 cm thôi anh chị. Chiều cao là chỉ 8 cm thôi, chỉ có 8 cm thôi anh chị. Những cái tượng dòng tượng nha, những cái dòng tượng Di Lặc gốm đá thiêu. Em cũng cái này là em cũng nói chung cái này em bán rất là rẻ, nhưng mà em không hiểu tại sao là những cái dòng tượng mà dạng mini cao 11 và cao 8 cm bán trên mạng rất là khủng khiếp anh chị. Những cái dòng tượng này là các anh chị nào mua em cũng sẽ gửi tin nhắn cho coi luôn. Em có từng mua cái tượng là cao chỉ có 11 cm thôi, với giá là 1,1 triệu ha các anh chị, 1,1 triệu. Và những cái tượng càng nhỏ như thế này là càng mắc hơn nữa, càng nhỏ càng mắc ha các anh chị. Và có em có một cái tượng cao khoảng 24 cm, em đang bán với giá là 5 triệu thì sẽ ngày mai là buổi live hôm sau là em sẽ lên cái tượng đó. Còn cái tượng mini này gốm lá thiêu hai màu hả anh chị, em xin giao lưu với giá là 650.000 bao ship các anh chị thôi. 650.000 bao các anh chị là đồ hiếm luôn. Đây, đồ này rất là già hả anh chị, rất là già luôn. Cái này người ta làm, người ta chơi ai những chơi đồ mini là người ta tìm cái tượng này rất là nhiều luôn anh chị. Đây, cái này em mua rẻ bán rẻ thôi ha các anh chị. Tình trạng ở đây nó bị sười nhẹ thôi, bị sười ở đây rất là nhẹ luôn, mà bằng trang à, không phải bị sười mà có người mài hay gì mà cái tay nhẹ. Đây, đây em xin giao lưu cái tượng mini này Di Lặc mini gốm lá thiêu trên 80 năm. Cái tượng này là 650.000 bao ship đến các anh chị ha. Đây, tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái món đồ rất là to, rất là đẹp luôn. Đây. Cái nào? Cái này nè. Đây anh cầm luôn đây. Đây. Đây các anh chị đợi em trong giây phút ha. Đây. Cái này là trong giây phút đợi chờ ha các anh chị. Đây. Em xin lên cho các anh chị là một cái, nói chung là một cái tác phẩm ha, một cái tác phẩm rất là to, rất là đẹp luôn, rất là nghệ thuật luôn ha anh chị. Đây em xin giới thiệu với các anh chị là một cái bát rất là khổng lồ luôn. Cái bát này có đường kính là 44 cm, dễ là bát tiên ha các anh chị. Cái bát này là đồ tàu ha anh chị, đồ này phải 70-80 năm trên. Đồ này đồ là Trung Hoa Dân Quốc hoặc là đồ Thanh Phổ Nghi ha các anh chị, rất là sâu tuổi, 70-80 năm trên. Đây. Đây. 41 cm là các anh chị, xin lỗi các anh chị. Có đường kính là 41 cm ha các anh chị. Cái bát này có đường kính là 41 cm, lộn. Đây 41 cm thôi. Đây, có chiều cao là 22 cm ha các anh chị. Có chiều cao là 22 cm. Đó, rất là đẹp. Còn cái dòng bụng nó phải trên mét này, mét 4, mét rưỡi trên, rất là to ha anh chị. Rất là to luôn. Đây. Bát rất là to. Đây. Ở trong là vẽ là tùng hạt ha các anh chị. Ở trong là tích tùng hạt. Đó, rất là đẹp ha các anh chị. Cao 22 cm, đường kính là khoảng có 41 cm, đường kính là 41 cm và dòng bụng là trên 1,5 m. Rất là to ha anh chị. Nói chung nặng gần 10 kg á. Đây. Ở xung quanh là vẽ bát tiên ha anh chị. Ở xung quanh là vẽ bát tiên. Ở xung quanh là vẽ bát tiên ha các anh chị. Một cái bát rất là khổng lồ luôn. Đồ phải 70-80 năm trên, đồ rất là già. Đây. Quay chậm phải không? À, xin lỗi, em xin lỗi. Đây. Đây. Em xin lên cái chôm đó.
cái chôm rất là già hả các chị, chôm già và chôm này là chôm khô luôn anh chị. Chôm này người ta gọi là chôm khô, những cái đồ già phải độ 70-80 năm, trên 100 năm là chôm nữa, nó bị gọi khô, khô khóc khô queo à. Đó. Đây em xin giao lưu cái bát này với giá là, đây em xin giao lưu cái bát này với giá là 5,5 triệu bao ship đến các anh chị ha, 5,5 triệu bao ship cho một cái tác phẩm rất là to, rất là khủng khiếp luôn. Đây hàng này rất là ít có anh chị, không bao đồ độc nhưng mà đồ này rất là ít có luôn. 5,5 triệu bao ship đến các anh chị, đường kính 41 cm, chiều cao là 22 cm, nặng phải trên 10 kg, còn dòng bụng nó phải có 1,5 m trên, rất là to luôn. Đây cái này không biết bao nhiêu nhà mà ăn được, ăn hết cái tô cơm này, rất là khủng ha các anh chị. Ở trong là cốt, nó là cốt xoay tay, cốt xoay tay ha các anh chị, bởi vì rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp. Đây 5,5 triệu bao ship. Đây anh cầm lên kinh đưa lẫn đi mình. Đây đó. Ờ, nhẹ nhàng thôi rồi. Đây đây tiếp theo em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa chua đậu chuẩn cổ ha các anh chị. Đây em xin giao lưu đến các chị một cái dĩa chua đậu chuẩn cổ. Đây tình trạng là lành đẹp 100% luôn. Đồ này là đồ là sao, đồ Lý Hoa Nâu, là đồ này đồ chằn ha các anh chị. Đây. Một cái dĩa chua đậu, đồ này bao các anh chị, đồ chuẩn cổ ha, rất là đẹp luôn các anh chị. Đây. Ở trong đây là sô cô la anh chị, đây chuẩn cổ ha. Cái này em bao anh chị là đồ 600-700 năm trên ha. Đồ này đồ chằn, không phải đồ Lý Hoa Nâu. Đây rất là đẹp. Đây chuẩn cổ ha các anh chị, nhưng mà nó cũng rất là nhỏ thôi, nhỏ mà có vỏ đấy. Đây đường kính là 11 cm thôi ha các anh chị, đường kính chỉ là 11 cm thôi. Đây và chiều cao nó là 3 cm, chiều cao đâu đó chỉ là 3 cm thôi các anh chị. Đây cái dĩa này có đế rất là to đẹp luôn. Đây những cái đồ mà vớt biển như thế này mà làm đẹp như thế này là đếm trên đầu ngón tay anh chị. Em xin giao lưu cái dĩa đế cao này với giá là 800.000 bao ship đến các anh chị ha, 800k bao ship, đồ chua đậu chuẩn cổ, đồ này đồ chằn. Đó. Đây. Đây tiếp theo em xin giao lưu đến các anh chị là một cái món đồ cuối cùng ha. Đúng rồi. Một cái món đồ cuối cùng. Đây. Đó, một cái này là mới cũng là kiệt tác đó ha các anh chị. Đây một cái chóe chim hoa ha anh chị. Em xin giao lưu đến các anh chị làm cái chóe chim hoa. Đó. Cái này khắc tay và đắp nổi hết trơn ha anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99% luôn, rất là đẹp ha. Nói chung là những cái đồ nghệ nhân này rất là đẹp. Đây phía sau đây điêu khắc là giáp mặt luôn các anh chị. Chim hoa, cái này mấy con chim đây? Hai con chim. Đây uyên ương hồ điệp luôn anh chị. Cái này là chim hoa hoặc là chim chỉ hoa phù dung. Đây hoặc là uyên ương hồ điệp, rất là đẹp luôn, rất là đẹp ha. Không phải đồ em khen đâu ha các anh chị, mà thật chắc ra nó đẹp thiệt. Em xin đo kích thước cho các anh chị xem. Đây. Nó có chiều cao là 31 cm ha các anh chị. Có chiều cao là 31 cm. Nhất tài chiều cao là 31 cm. Đây. Đường kính miệng là 13 cm. Đường kính miệng là 13 cm ha các anh chị. Cái chôm rất là già luôn. Đây. Đây. Đó khi ông mặt trời lặn nè các anh chị. Khi ông mặt trời lặn đây. Rất là đẹp luôn anh chị. Đó. Những đồ này ít có lắm các anh chị. Đó. Lâu lâu em mua được những cái đồ đẹp em sẽ lên liền. Đây. Cái chôm nó đây anh chị, chôm cũng chám men luôn ha. Đó. Đây, em xin giao lưu cái chim tích chim hoa này với giá là 1,350 triệu bao ship các anh chị ha. 1,350 triệu bao ship. Đây. Đây em xin cảm ơn các anh chị cô bác đã quan tâm buổi live của em. Em xin chúc các anh chị cô bác có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Các anh chị có muốn tìm gì hay là thích món nào cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826252052 và các cô bác anh chị xin hãy đăng ký kênh giúp em để mình xem được nhiều video mới hơn ha các anh chị. Rồi, em vô cùng cảm ơn. Xin chào tạm biệt ạ.